Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kết nối khát vọng xanh, Festival Tinh Hoa Tây Bắc năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8 tại thành phố Lào Cai và thị xã Sapa. Thời điểm này, công tác tập luyện, chuẩn bị các điều kiện cho festival đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Nhiều ngày nay, công tác tập luyện cho chương trình nghệ thuật kết nối khát vọng xanh đang được triển khai gấp rút. Cùng với các nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp, gần 100 sinh viên của trường Cao đẳng Lào Cai cũng đã được huy động tham gia chương trình này. Em rất vui và hân hạnh khi là một thành viên của nhóm đồng diễn của tỉnh Lào Cai đón mừng chương trình Festival Tinh Hoa Tây Bắc. Theo em được biết thì chương trình này thì gồm có 31 tỉnh thành tham gia. Đây cũng là dịp cho em được giao lưu học hỏi cũng như tìm hiểu được các bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam ạ. Vừa mang tính nghệ thuật nhưng cũng mang tính lễ hội, thì nói chung là cái đặc sắc nhất nó vẫn là cái sự quảng bá thôi về du lịch. Thế và trong cái chương cái phần đấy thì nó chia ra rất nhiều số các đồng bào dân tộc, mỗi một số có ví dụ đồng bào Tày, đồng bào Thái, đồng bào Mông, đồng bào Dao. Đấy là những cái điểm nhấn đặc biệt trong chương trình này. Thế mà nó là mang màu sắc tổng hòa của ca, múa, nhạc, video hình ảnh, clip lời bình. Nó đây là một chương trình tổng nghệ thuật tổng hợp. Công tác dàn dựng, thi công maquette, chuẩn bị sân khấu cho chương trình nghệ thuật kết nối khát vọng xanh đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tại thị xã Sapa, không gian trưng bày giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Các thực cảnh diễn ra chương trình trải nghiệm sản phẩm du lịch mới Sapa lặng lẽ yêu đang gấp rút được thực hiện với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, độc đáo và ấn tượng khi đến với Sapa, Lào Cai. Để đảm bảo cái thời gian tiến độ cho phục vụ các cái sự kiện này, công tác chuẩn bị đã được gấp rút hoàn thiện, luyện tập. Đặc biệt là sự tham gia của nhân dân và các cái ekip trên các lĩnh vực âm nhạc, ánh sáng bám sát vào các cái kịch bản để luyện tập. Diễn ra với đầy đủ các sự kiện du lịch, văn hóa nổi bật, độc đáo và với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Festival Tinh Hoa Tây Bắc năm 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc và trải nghiệm mới lạ, góp phần quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, xây dựng thương hiệu festival độc đáo, giàu bản sắc, mang tầm khu vực và quốc tế.